Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70 xinh đẹp. Các bạn ơi, chính thức Thúy Nga đã đi vào ngõ cụt mà đã phải kêu gọi cô Hương và cô Hương cầu cứu. Bởi vì bất kể một cái gì xảy ra là Gia Nguyễn cũng đổ lên đầu Thúy Nga. Chẳng hạn như là không mua được nhà, cũng đổ lên đầu Thúy Nga là do Thúy Nga cắt ID. Rồi ông Áo Vàng cũng thế, ông Áo Vàng ngay từ đầu ông đã thừa biết, ông đã biết là Thúy Nga không cầm mà mẹ của Kim Ngân cầm ID giấy tờ của Thúy Nga, thì ông đã của Kim Ngân, thì ông Áo Vàng đã tuyên bố xanh dần, là ông ấy bảo là không khó, báo mất đi tìm lại không khó. Thế mà đến bây giờ ông ấy nói là ông ấy mua cái nhà 60.000, đã đặt cọc 3.000 rồi. Đến lúc trả đi trả tiền thì mới té ra là Kim Ngân không có giấy tờ. Ông ấy nói như thật ý. Và bất kể cái gì cũng đổ lên đầu Thúy Nga. Chính vì lẽ đó Thúy Nga đã phải gọi cô Hương lên tiếng. Thúy Nga làm cái gì cũng bàn bạc với cô Hương, ví dụ như cắt tóc gội đầu rồi giúp đỡ Kim Ngân như thế nào là Thúy Nga đều hỏi qua cô Hương hết, mà vẫn còn bị Gia Nguyễn nói là cắt cái tóc của Thúy Nga đi, của Kim Ngân đi. Trời ơi, cái tóc bao nhiêu năm nó rối vào nhau như thế, bẩn thỉu như thế mà cắt đi mà cũng lại đổ lỗi tại Thúy Nga. Rồi không mua được đất cũng lại tại Thúy Nga. Cái này có thể là do họ có bày binh bố trận từ trước rồi, chứ không phải là ngẫu nhiên các bạn ạ. Rồi trả nhà cũng lại bảo kiện Thúy Nga, Gia Nguyễn cũng bảo kiện Thúy Nga. Thúy Nga đúng là Thúy Nga giúp Kim Ngân là gặp họa các bạn ạ. Và Thúy Nga nói rằng cái năm nay làm sao ấy, và Thúy Nga gặp rất là nhiều cái rắc rối. Tưởng là đi giúp người. Các bạn thông cảm, cái cổ tự nhiên nó rắc quá. Tưởng là đi giúp người thì là được người ta khen ngợi, được ơn, nhưng mà cuối cùng mang lại cũng không được ơn, mà tất cả họ xúm nhau vào, họ nói ở đời á, người ta nói rồi, giúp nhân thì nhân oán, mà giúp vật thì vật ơn. Giúp người nhưng không được ơn, nhưng mà lại mang oán. Có rất nhiều những kẻ nó ghen ăn tức ở, nó cố tình bóp méo sự thật, nó cũng nói Thúy Nga. Nhưng những cái người mà chân chính, những người mà chân chính, cái hiểu biết của người ta nó thật sự thì ai cũng khen ngợi Thúy Nga. Nhưng mà cái số mà nó chống lại Thúy Nga, nó cố tình bóp méo sự thật, nó bôi nhọ Thúy Nga thì một phần cũng rất là ít. Nhưng mà Gia Nguyễn càng ngày càng lôi kéo cái đôi vợ chồng già vào, cũng lại bới xấu, nói xấu Thúy Nga và giả vờ như là mới. Nhưng thật ra ấy, đã cái cô vợ đã cùng với bà sư cô là nói xấu Thúy Nga sau lưng từ lâu rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao mấy cái video lên nói xấu Thúy Nga thì vợ chồng già thì xóa hết. Không biết là lý do gì hay sợ cái gì mà lại xóa hết. Dám làm dám chịu đi. Tất cả là nói lên sự thật cơ mà, tại sao lại phải xóa à? Nên là những cái người già đấy đến bây giờ vẫn còn ăn nói không đúng đắn, không suy nghĩ. Người ta bảo phải uốn lưỡi 7 lần hãng nói. Nhưng mà đấy các bạn xem cái đôi già đấy, nó không có suy nghĩ gì, mà có thể là cùng bạn hoặc là Gia Nguyễn thuê. Gia Nguyễn càng ngày càng thêm đồng minh mới, thì không biết là họ chí với nhau hay là tình cờ. Nhưng mà nghe cái luận điệu ông bà ấy nói thì giống như là Gia Nguyễn thôi, không khác gì. Và các bạn thấy trả nhà cũng là
Thúy Nga cũng bàn với cô Hương, mà cuối cùng vẫn trách, vẫn bảo kiện Thúy Nga ra tòa, nó rất là vô cớ, nhưng người ta vẫn phát ngôn lên được. Nên người ta bảo lời nói không mất tiền mua mà, cái lưỡi không xương thì nhiều đường lắt léo, nó thích nói thế nào thì lên thế cái lưỡi. Rồi cắt tóc là Thúy Nga phải bày bao nhiêu kiểu, phải có kiểu có cách mới cắt được tóc của Kim Ngân đi. Thì Giang Nguyễn cũng lại kêu là cắt cái tóc của Kim Ngân đi. Kim Ngân để như thế để ở ngoài màn trời chiếu đất thì không sợ những kẻ xấu nó xâm phạm. Trời ơi, một cái kẻ mà mất nhân tính ấy, nó lại không còn gì nữa ấy, thì nó bất chấp, cả nhà bẩn thỉu hay gì nó bất chấp. Giống như là Kim Ngân đã đi lang thang rồi mà vẫn còn có người ngủ với Kim Ngân mà để cho ra một thằng con trai đấy. Và đến bây giờ thì mình đã được nghe là Giang Nguyễn là bố trí là tới đây sẽ liên hệ với cả ông Áo Vàng, đã liên hệ với con của Thúy Nga và ông chồng cũ, con của Kim Ngân, xin lỗi các bạn, con của Kim Ngân và ông chồng cũ sẽ gặp Kim Ngân, sẽ gặp ông Áo Vàng, con của Kim Ngân và ông chồng cũ của Kim Ngân sẽ gặp ông Áo Vàng và Giang Nguyễn để bàn về cái chuyện mua nhà. Thì không biết mà mình còn nghe nói là mua được nhà hay không ấy là cũng do từ đầu là họ đã bàn nhau rồi. Giang Nguyễn đã bàn như thế để cố tình lôi Kim Ngân ra khỏi tay Thúy Nga. Nhưng mà cần gì phải như thế, Thúy Nga có tranh giành đâu. Thúy Nga chỉ là người giúp đỡ thôi, Thúy Nga có tranh giành đâu mà phải bày binh bố trận để mà cố tình nói xấu Thúy Nga để mà lôi Kim Ngân ra. Và nhưng mà nó cũng nhiều cái điều uẩn khúc lắm. Đến bây giờ thì Giang Nguyễn vẫn hy vọng và vẫn mừng thầm là kế hoạch lôi Kim Ngân về tay mình để được hưởng cái nhà của ông Hồng Hà cho. Nhưng mà nếu thật sự như thế thì đúng là Giang Nguyễn đầu đất. Một cái nhà, một cái đồng tiền của người ta cho không đơn giản, người ta cho nó phải thế nào, kể cả anh em ruột thịt, con cái anh em, người ta cũng không cho một đống tiền to như thế, huống chi người dưng nước lã. Mà đấy, từ hôm bây giờ là ông ấy đủ lý do đấy cháu nhé, đủ kiểu nhé, là vẫn chưa có nhà. Đến cuối cùng bây giờ thì lại bảo là không mua nữa mà đưa tiền cho người nhà mua. Người nhà phải mua được trong vòng 6 tháng, còn nếu mà trong vòng 6 tháng không mua được thì cái kế hoạch đấy sẽ nó sẽ không còn hiệu nghiệm nữa, nó không còn tác dụng nữa. Bởi vì ông ấy nói là đến cái lúc đấy không biết là ông ấy còn sống hay là ông ấy bị đi tù. Bởi vì Thúy Nga vu cho ông ấy tất cả cái giờ cái gì người ta cũng cố tình là đổ lên đầu Thúy Nga. Nhưng mà các bạn thừa biết ấy, cái người người ta đã nổi đã tốt ấy thì không thể vùi dập được, có vùi đến đâu chăng nữa cũng không thể vùi được. Người tốt nó vẫn là tốt các bạn ạ. Vì các bạn thấy đấy, bây giờ Thúy Nga rất là nhiều người yêu quý, phải đến 85%, còn chỉ có 15% là người ta chống lại Thúy Nga thôi. Cái số 15% ấy là một phần là phe của Giang Nguyễn, còn một phần là nó ghen ăn tức ở, nó không thích Thúy Nga lên, nó không thích Thúy Nga nổi, nó cố tình nó vùi dập Thúy Nga để Thúy Nga đi xuống bùn đen. Nhưng mà không thể vùi dập được đâu, nhầm rồi. Rất mỗi ngày mỗi chuyện, cái chuyện Ngân Nga này đúng là Thúy Nga bảo là mọi người thử đoán xem là cái chuyện Ngân Nga này bao giờ đã dập tắt. Cái vai chính thì người ta thôi rồi, nhưng mà còn cái vai phụ với cả khán giả thì vẫn còn rất là sôi nổi các bạn ạ. Và cái video này mình dừng ở đây các bạn nhé, mong các bạn xem và giúp đỡ nhé, mong các bạn xem và ủng hộ nhé, ủng hộ bà già nhé cả nhà ơi. Bà già chán lắm, bà già không có view đâu cả nhà ơi.
Rất mong cả nhà ủng hộ, rất mong các bạn ủng hộ và yêu quý mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.